Chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ hai với chủ đề liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh đã diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tại khu nghỉ dưỡng Đà Lạt Edenzi, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chương trình gặp gỡ này do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và một số cơ quan khác. Chương trình gặp gỡ lần này bao gồm các hoạt động chính như sau: hội thảo về hợp tác đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước, khen thưởng doanh nhân kiều bào có thành tích trong hoạt động kinh doanh và trong công tác vận động cộng đồng, giao lưu đối thoại giữa các doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, tham quan một số doanh nghiệp địa phương tham gia giải Golf do Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, một số viên chức trung ương và địa phương, cùng trên 200 doanh nhân Việt Kiều và trên 100 doanh nhân thuộc các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ trong nước. Phát biểu khai mạc chương trình gặp gỡ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cho biết: tiếp nối thành công kết quả của chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước lần thứ nhất được tổ chức năm 2011 tại thủ đô Hà Nội. Chương trình gặp gỡ doanh nhân lần này với chủ đề liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh, nhằm tiếp tục tăng cường vận động và kết nối doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước, góp phần phát triển cộng đồng, tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Chương trình gặp gỡ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy, thúc đẩy cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối trong doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước, tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác liên kết, liên doanh trong các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh để khai thác tốt nhất cơ hội làm ăn ở trong và ngoài nước, tìm đối tác, nguồn hàng, đầu ra cho hàng xuất khẩu Việt Nam và thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời gắn kết, tương trợ để cộng đồng gắn bó, phát triển và tham gia vào công cuộc hội nhập quốc tế, phát triển quê hương đất nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải nói: tôi đề nghị quý vị đại biểu sẽ tập trung trao đổi những nội dung thiết thực trong cái chương trình gặp gỡ này. Thứ nhất là cần đánh giá lại cái kết quả công tác vận động và kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là từ sau cái cuộc hội thảo gặp và chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam và nước ngoài lần thứ nhất. Thứ hai nữa là làm rõ những khó khăn, thuận lợi, tiềm năng trong quá trình hợp tác kinh doanh và xuất khẩu hàng Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam, góp phần đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Thứ ba nữa là trao đổi các kinh nghiệm về quản lý và mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh liên kết, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đề xuất với nhà nước các cơ chế chính sách cần thiết để phát huy tốt nhất năng lực đội ngũ doanh nhân tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Như vậy là theo cái giới thiệu ban đầu của ban tổ chức là tôi đến đây để phát biểu chỉ đạo hội nghị, nhưng thực tế thì tôi lại muốn là các doanh nhân trong nước và nước ngoài phối hợp với nhau để đề xuất các cái giải pháp với chính phủ, và tôi muốn được nghe ý kiến từ quý vị đại biểu nhiều hơn là được chỉ đạo những ý kiến gì. Trả lời phỏng vấn của Phố Bosa TV trong giờ giải lao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cho biết: lần này là lần thứ hai, lần thứ nhất kết quả cụ thể của lần thứ nhất là những gì ông có thể lược qua? Lần thứ nhất chúng tôi tổ chức ở Hà Nội cách đây 2 năm thì cũng với cái số lượng cũng rất là đông, nhưng mà chưa thể như lần này. Và hôm nay cái cuộc gặp gỡ lần này là chính là để đánh giá lại cái kết quả gặp gỡ lần thứ nhất. Và chúng tôi đánh giá là trong 2 năm qua thì cái cầu nối giữa doanh nhân trong nước với lại doanh nhân người Việt Nam nước ngoài để củng cố và phát triển cái thị trường trong nước và đưa đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về trong nước đã đạt được những kết quả rất đáng kể. Những bài phát biểu của các doanh nghiệp đã nói đến nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư trong và ngoài nước, đề cập đến nhiều khía cạnh trong môi trường làm ăn ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, nhiều doanh nhân đã nói thẳng đến những vấn đề khó khăn khi làm ăn tại Việt Nam và đưa ra những đề nghị cụ thể về việc cải thiện môi trường đầu tư tại đây. Ý thức ấy
thôi thúc tôi tiên phong đầu tư nơi đây để làm một cái resort mang tên Hồ Thiên Đàng. Dù biết rằng trước mắt rất khó và trước sự khuyên can của mọi người xung quanh, vì tiên phong cho nên phải chấp nhận mọi điều kiện thiếu thốn, rủi ro, bất cập. Thì chính vì vậy chúng tôi rất cần sự hợp tác của các quý vị. Nếu quan tâm về cái nghề, vấn đề nghề này thì chúng quý vị cũng có thể là liên kết với chúng tôi. Thì chúng tôi mới đầu là ban ngành, và chúng tôi chưa thể có nhiều vốn được. Tất nhiên chúng tôi bác sĩ của SEC của chúng tôi có, tất cả bác sĩ đông y SEC chúng tôi có hết trong tay. Và tất cả những cái khả năng của pháp lý, pháp nhân của Cộng hòa SEC chúng tôi cũng có hết trong tay. Chỉ vì bây giờ chỉ có một cái điều là chúng tôi chưa có vốn nhiều để chúng tôi làm một hệ thống lớn. Nếu ai có quan tâm chúng ta sẽ hỗ trợ với nhau. Về mặt thuế thì đề nghị là miễn giảm các loại thuế, thuế cá nhân, thuế nhà đất sử dụng, tiền sử dụng đất, thuế thuê đất và thuế doanh nghiệp. Hiện nay thì đặc biệt là các ngành khó khăn như là bất động sản, du lịch, xây dựng mà lại thu thuế sử dụng đất lại càng khó khăn thêm. Trong giai đoạn rất khó khăn lại phải đóng thêm một loại thuế nữa. Thực sự là các nhà đầu tư Thụy Điển đã kêu với chúng tôi là sao lại làm việc như vậy. Tự nhiên bây giờ lại ra thêm một cái loại thuế nữa mà không phải là rẻ. Điều chỉnh tiền thuê đất cho hợp lý. Các dự án du lịch thường có diện tích đất rất lớn, mật độ xây dựng rất thấp. Tính giá thuê đất theo mét vuông thực sự là rất khó khăn cho các cái dự án này, các doanh nghiệp này. Lãi suất cho vay giữa giảm lãi suất lo cho vay giữa huy động vốn với lãi suất cho vay. Bởi vì là hiện nay huy động vốn của các ngân hàng là 6% nhưng lãi suất cho vay ra là 15%. Cái lợi nhuận 7% ở giữa là quá cao. Thực sự là không phải là công ty nào cũng dám đi vay vốn để mà trả 13% một năm. Cho phép các dự án du lịch chuyển đổi một phần sang dự án bất động sản nhằm cứu giúp các doanh nghiệp và các dự án phát triển ngành du lịch. Nếu để các dự án du lịch đóng cửa hoặc phá sản, đó là một tổn thất rất lớn cho ngành du lịch và cho tương lai. Tất cả các cơ sở sản xuất ngoài bộ phận sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu, bảo trì đều phải có bộ phận tiếp thị. Có lẽ hầu hết các bộ phận tiếp thị trong nước phần lớn không có bộ phận tiếp thị ở hải ngoại, lý do gì hiểu. Việc tiếp thị ở hải ngoại không những tốn kém mà đòi hỏi những người tiếp thị phải hiểu rõ xứ sở tại. Do đó việc xuất hàng chúng ta hiện nay vẫn nằm trong thế bị động nhiều hơn là năng động. Người mua cần hàng thì tìm đến ta hơn là ta chủ động tìm đến người mua hàng. Tóm tắt lại thì cái cách làm của chúng ta hiện nay cụ thể nhất là cần liên kết các bộ ngành liên quan để xây dựng một cái chiến lược lâu dài và chuẩn bị đến năm 2015 và sau 2015. Thì mỗi doanh nghiệp của chúng ta phải tự xây dựng cho mình một cái chiến lược lâu dài, nâng cao cái sự giáo dục về cái chuyên môn dịch vụ và nhất là cái tư duy để mà hội nhập cái cộng đồng quốc tế. Trong phần tổng kết, ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: sau một ngày làm việc khẩn trương, hội thảo về liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong khuôn khổ của chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước lần thứ 2 tổ chức trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8 năm 2013 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã thành công tốt đẹp với những kết quả thu được hết sức hữu ích và thiết thực. Hội thảo đã được tổ chức là nỗ lực lớn của Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan nhằm tiến tới đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Một trong những nghị quyết được Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá thực hiện thành công và hiệu quả. Khi được hỏi ý kiến về cuộc gặp gỡ lần này, một số doanh nhân cho biết: cuộc gặp gỡ theo tôi nhận thấy rất cần thiết cho các doanh nghiệp ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước để họ chia sẻ những thông tin hoặc là những cái lợi thế của họ để họ phát triển lên. Trong cái hội nghị, tuy cái khuôn khổ trong phòng nó nhỏ nhưng mà tôi thấy nó vừa ấm cúng vừa có đủ điều kiện để mình giao lưu trong cái phạm vi nhỏ. Thì tôi cũng muốn là thông qua cái kênh này giúp cho địa phương chúng tôi cũng như là tỉnh Tây Ninh được tiếp thị ra nước ngoài để giúp cho bà con nông dân phát triển cái nông nghiệp và đơn vị chúng tôi cũng là có cơ hội để đến gần với các bạn bè trên thế giới thông qua cái hội nghị giao lưu này.
còn vừa rồi thì em cũng có phát biểu thì em cũng có thu được một số cái sự quan tâm của một số thêm một cái số doanh nhân nữa, thì em cũng nghĩ là với cái sự tham những cái khách hàng mới này nữa thì cái tiềm năng, cái khả năng để mà được xuất hàng thêm nhiều nước nữa là rất là tốt cho cà phê Boss hoặc cà phê Nguyễn Bá Thi. Theo ý của em thì thật sự là với cương vị là cái người đại biểu và ngồi thẳng được ngồi trong cái hội nghị thì em cảm thấy có một số điều như sau, là cái phần tham luận và họ cảm ơn giới thiệu đại biểu thật sự nó quá dài. Và thật sự rồi đến cái phần giao lưu giữa các doanh nghiệp với nhau á, là sau giờ ăn trưa. Nhưng mà thật sự á, có rất nhiều doanh nghiệp đã bỏ về sau giờ ăn trưa rồi. Vậy nên là cái phần giao lưu giữa các doanh nghiệp thật sự nó giảm xuống chỉ còn có 1/3 thôi ạ. Vậy nên là nếu năm sau được á, thì mong mà là có thể đưa cái phần giao lưu giữa các doanh nghiệp trước cái giờ ăn trưa. Thì như vậy sẽ vẫn có được đủ các lượng doanh nghiệp ở lại, người ta có thể trao đổi nhiều hơn. Thay vì là đặt sau giờ ăn trưa, mọi người sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và phần lớn thì mọi người sẽ đi về hết, không có ở lại. Những cái bài chuẩn bị đọc tham luận rất là dài. Những cái bài đó thì rất là thông tin, những cái thông tin rất là hữu ích cho doanh nghiệp. Nhưng mà vấn đề đây là nó làm giảm cái lửa của những cái người tham gia xuống, cũng như là những người tham gia họ không biết là họ tới đây họ sẽ phải làm cái gì để họ quảng bá được sản phẩm của họ, cũng như là họ sẽ tiếp cận được những khách hàng mới của họ. Cái cuộc gặp gỡ hôm nay rất là hay, thì qua đó em cũng vừa rồi em cũng có hội thảo cùng cái B2B với lại về tài chính và bất động sản thì cũng rất là sôi nổi. Qua đó có anh Phúc là bất động sản ở Đà Lạt thì anh cũng chia sẻ những kinh nghiệm rất là hữu ích, và bên cạnh đó thì có anh ở đây là anh Nguyễn Hải Nam. Anh em là Việt Kiều của Pháp thì anh cũng về tài chính, chuyên gia về tài chính thì anh cũng chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên mà người Việt Kiều sống ở nước ngoài nhưng mà những cái thủ tục về hành chính hay là về tài chính trong và ngoài nước với anh nó rất là chặt. Tôi thấy là cuộc gặp gỡ lần này mặc dù là rất ngắn, chỉ có một ngày thôi mà làm được rất là nhiều việc, cũng tương đối là có hiệu quả. Ví dụ như là các cái lời phát biểu, các phát biểu đó thì cũng có một số phát biểu rất là thực tế và đi thẳng vào nội dung, đi thẳng vào vấn đề, cũng như là đề xuất, cũng là đề xuất thẳng về vấn đề để mà gỡ rối, để mà giúp đỡ thêm cho chính phủ, ý kiến rất là đúng. Tuy nhiên là cũng có một vài cái bài phát biểu quá chung chung, không đi vào một cái sự cụ thể nào, hay là không có được cái sự đóng góp như là những người khác mong muốn. Tức là tôi có gặp rất nhiều đại biểu và họ chúc mừng tôi là đã có một bài phát biểu rất là hay và rất là đúng, rất là cụ thể, sâu sắc. Và đồng thời họ cũng nói là có những phát biểu thì không, nó thực sự là không giúp ích được gì, nó quá chung chung, và trong khi thì thời gian thì có hạn, rất là có hạn, mỗi người chỉ được nói có nhiều lắm là khoảng 10 phút thôi. Nhưng nhìn chung thì tôi thấy là rất là có kết quả, bởi vì thời gian ngắn như vậy mà vẫn có thể là có được những cái bài phát biểu rất là tốt và rất là tâm huyết, và cuối cùng đưa được vào cái kết luận trong cuộc họp là hầu như những cái ý kiến mà đóng góp tốt đó là đều hầu như là đều được đưa vào cái kết luận. Thì theo tôi là đây là một sự thành công. Chương trình gặp gỡ dày đặc sự kiện được gói gọn trong vòng một ngày, kết thúc bằng một buổi dạ tiệc. Ngày hôm sau, các doanh nhân sẽ đi thăm một số công ty trong thành phố Đà Lạt, tham gia cuộc thi đánh golf và thăm một ngôi chùa ở địa phương.